Và bây giờ chúng ta có lời tâm tình từ Chi Yun ở Đài Loan, còn được biết là Formosa. Hơn 2 năm trước, con đã mơ thấy cha con. Ông ấy không phải là đồng tu, đã đến thăm con tại đạo tràng miền đất mới. Cha con đã qua đời vào năm 2008. Vào thời điểm đó, vẫn chưa có đạo tràng miền đất mới. Trong giấc mơ, ông ấy trông có vẻ như thể đã trải qua rất nhiều điều khác với những gì con đã thấy trong những giấc mơ khác. Con vui vẻ đứng dậy từ chiếc ghế trong văn phòng ở tòa nhà Thiếu Lâm Tự và hỏi ông làm thế nào tìm được con. Con hào hứng đến dìu ông, đưa ông đi xem phòng nghỉ ngơi của nhân viên làm việc ở giữa tầng 1 và tầng 2. Thấy ông không còn khỏe mạnh để đi bộ, con đã dìu ông vào thang máy. Bước ra khỏi thang máy, con nhìn thấy có một cánh cửa hẹp từ phía xa, bên trong tràn ngập ánh sáng trắng. Rất, rất sáng nhưng không chói lóa. Trực giác mách bảo rằng mẹ con đang ở đó. Mẹ con đã được tâm ấn và đã qua đời tại nhà con vào năm 2014. Trước khi bà qua đời, kinh Tán Phật của sư phụ liên tục vang lên trong phòng của bà. Vào thời khắc cuối cùng, con thì thầm bên tai của bà, mau đuổi theo ánh sáng trắng. Bà đã trở về vào ngày thứ 49 sau khi qua đời, xuất hiện trong giấc mơ của em gái con. Em con được thọ tâm ấn từ rất sớm. Mẹ con đã đuổi theo và đi theo ánh sáng trắng đó. Trong ánh sáng trắng đó, mẹ con đang đợi cha con. Ông ấy do còn vướng nghiệp nên phải trải qua những gian khổ trong không gian và thời gian khác rồi trở nên quá mệt mỏi. Cảm ơn Ngài, thưa Sư Phụ, vì đã dẫn lối cho ông ấy. Khi chúng con được tâm ấn bởi Sư Phụ và tu tập tâm linh, những người thân không được tâm ấn đều sẽ được thăng hoa và đồng tu chúng con sẽ được giải thoát. Hơn nữa, khi thời điểm đến với những người thân được thăng hoa, Sư Phụ cũng sẽ giúp họ được giải thoát. Cảm ơn Ngài, thưa Sư Phụ. Con vô vàn biết ơn Sư Phụ. Sư Phụ cũng truyền tâm ấn cho những chúng sinh chưa giải thoát trong tam giới. Vào tháng 5 năm 2022, con đã mơ về một nơi không phải thế giới của loài người. Nơi đó có nhiều ký túc xá và có rất nhiều nữ tu trẻ khoảng 17 hay 18 tuổi đã sống ở đó. Sư phụ nói rằng thế giới thứ hai có rất nhiều tăng ni, họ đều rất trẻ, da dẻ trắng hồng và trông rất thuần khiết. Con nhìn họ ngay ngắn xếp hàng và đi bộ. Bước theo họ, con nghe được giọng giảng của sư phụ. Đột nhiên, con nhìn thấy liên lạc viên vào lúc đó nói với con rằng con sẽ chủ trì buổi tâm ấn vào hôm đó. Trực giác con nghĩ, con có đang mặc trang phục phù hợp không? Con đã mang theo giấy tờ tùy thân chưa? Con lập tức cúi xuống kiểm tra xem có mang giấy tờ tùy thân không. Và con phát hiện rằng giấy tờ tùy thân của mình đã được thay đổi diện mạo. Trên đó có những từ tiếng Phạn màu đen lấp lánh xung quanh tấm ảnh của con. Và tấm ảnh của con chuyển sang màu vàng, tỏa ra ánh sáng hoàng kim lung linh. Trước khi con có thể kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, tâm trí con đã mang con trở về với thế giới loài người. Lực lượng của sư phụ bao trùm thấm nhuần toàn cõi vũ trụ bao la và vô cùng mạnh mẽ. Đó không phải là điều mà tâm trí con người có thể hình dung được. Con thành tâm tạ ơn sư phụ vì đã cho phép con tiếp tục đi theo Ngài. Con sẽ phụng sự quý đồng tu và cộng đồng bằng một tấm lòng khiêm nhường hơn. Cảm ơn Ngài, thưa Sư Phụ. Con vô vàn biết ơn Ngài. Xin được cung kính cúi đầu
Chi Yun từ Đài Loan, Formosa. Chị Yun giàu lòng biết ơn. Chúng tôi cảm ơn cô vì đã chia sẻ thể nghiệm nội tại của mình. Lực lượng của sư phụ thật sự không thể nghĩ bàn. Không chỉ chúng ta được giải thoát khi được truyền tâm ấn, mà còn cả năm thế hệ các thành viên gia đình cũng được như vậy. Thật sự là một phước lành vô biên khi được đi theo sư phụ, và lực lượng của Ngài thực sự thăng hoa toàn cõi vũ trụ. Thật vinh dự khi được giúp sư phụ trong bất kỳ việc gì chúng ta có thể, khi Ngài làm việc để thăng hoa thế giới và tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Cầu chúc cô và người dân Đài Loan Formosa dịu dàng, chung sống hài hòa với đạo. Đội ngũ truyền hình Vô Thượng Sư, tái bút, sư phụ có thông điệp từ ái. Chị Yun có tinh thần hỗ trợ. Tôi rất biết ơn vì sự tin cậy của cô và cho phép tôi giúp đỡ cô và người thân trong gia đình cô. Không thể nào thoát khỏi thế giới hoán tưởng này nếu không có lực lượng minh sư. Và có quá ít con người tu hành để tôi có thể cứu tất cả con người trên địa cầu. Điều này khiến tôi vô cùng đau buồn, nhưng tôi rất cảm kích những cá nhân như cô đã nắm lấy tay tôi và cho tôi cơ hội để dẫn quý vị về nhà. Đó là mong muốn duy nhất của tôi. Hãy tiếp tục tu hành chăm chỉ và cầu nguyện cho sự giải thoát của tất cả chúng sinh đau khổ vô ích. Mong mọi người trên địa cầu nghe lời kêu gọi của tôi và tự cứu mình nhờ ân điển của thiên đàng. Tôi chúc cô và Đài Loan Formosa đẹp đẽ, nhiều phước lành trong tình thương thiêng liêng.